Chào đón cô bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh HP Live. Bò kho là một món có thể nói là khá thông dụng trong mâm cơm của tất cả các gia đình người Việt Nam. Bò kho mình có thể ăn vào lúc sáng, trưa, chiều hay cả tối đều rất là ngon miệng. Và hôm nay Huyền Trâm sẽ chia sẻ tới mọi người cách làm bò kho đơn giản nhất tại nhà và mời mọi người cùng vào bếp với mình nhé. Đây là những nguyên liệu để mình làm món bò kho. Mình sẽ dùng là 1,5 kg thịt bò bụng, 2 củ cà rốt, 1 gói ngũ vị hương, nước tương loại nhạt, hạt nêm gà, nước sốt cà chua. Mình có thể dùng cà chua thay cho loại nước sốt này cũng được. 4-5 củ hành khô và 1 củ tỏi lớn, 1 nhánh gừng nhỏ. Đây là những nguyên liệu để làm món bò kho và bây giờ mình cùng bắt tay làm nhé. Đầu tiên, mình sẽ rửa thật sạch lại thịt bò với nước. Sau đó, mình sẽ dùng giấy thấm đều hai mặt cho thịt bò được khô ráo. Và sau đó, mình sẽ thái thịt bò thành những miếng vuông quân cờ vừa ăn. Tỏi và hành khô mình cũng thái lát và sau đó mình sẽ băm nhỏ. Mình sẽ cho hành, tỏi đã băm nhỏ cho vào trộn chung với thịt bò để mình ướp thịt. Mình cho vào 1 gói ngũ vị hương. Hai thìa canh nước tương nhạt. Một thìa canh hạt nêm. Sau đó mình trộn đều tất cả các hỗn hợp lên để cho thịt bò được thấm gia vị. Hành khô và gừng mình cũng cắt sợi, sau đó mình sẽ băm nhỏ để chuẩn bị mình phi thơm cho phần thịt bò. Cà rốt mình sẽ bào vỏ đi và sau đó cắt thành những khoanh hình tròn khoảng từ 2-3 cm. Sau đó mình sẽ hướng dẫn mọi người tỉa những bông hoa rất là đơn giản, xinh xinh. Và rất là đơn giản, mình đã tỉa được những bông hoa để trang trí. Mình đặt một cái nồi lên trên bếp, sau đó mình cho khoảng 2 thìa canh dầu ăn. Mình bắt đầu cho hành khô vào phi thơm. Tiếp theo mình sẽ cho gừng đã băm nhỏ. Và khi hành khô và gừng đã được vàng thơm, mình sẽ đổ thịt bò đã ướp rồi cho vào xào đảo thơm. Và mình sẽ xào trong khoảng 5 phút. Sau đó mình sẽ đổ nước cho xâm xấp lên trên phía bề mặt của thịt bò. Và sau đó mình sẽ đun hầm thịt bò với lửa vừa trong khoảng từ 30-45 phút. Sau 30 phút thì mình sẽ mở ra kiểm tra thịt bò đã mềm được một chút thì mình sẽ cho cà rốt vào. Và sau đó mình sẽ nấu thêm thịt bò khoảng 15-20 phút nữa. Và mọi người có thể kiểm tra phần thịt bò mềm theo khẩu vị của mỗi người. Màu thịt bò sẽ được đẹp, mình cho vào là 2 thìa canh nước sốt cà chua. Và đây là nồi bò kho của mình. Khi thịt bò đã vừa mềm chín tới và nước đã đủ vừa cạn,
Và bây giờ là mình chỉ việc đơm ra bát, ra tô và thưởng thức thôi. Phần nước bò kho, nếu mọi người thích ăn sền sệt, mọi người có thể cho thêm một chút bột năng. Món bò kho sau khi hoàn thành cần đảm bảo thịt bò vừa mềm, không bị nát, cà rốt không bị quá mềm, mùi thơm rất đặc trưng của bò kho, nước bò kho thì cần đậm đà, vừa phải, màu sắc đẹp. Và rắc lên trên bề mặt một chút hạt tiêu, sau đó mình sẽ trang trí trên bề mặt là một chút hành tây, một chút lá húng quế hoặc một chút lá bạc hà. Bò kho mình có thể ăn cùng với bánh mì hoặc với phở hoặc với cơm, rất là ngon miệng. Huyền Trâm xin chúc mọi người cùng ăn ngon miệng bên gia đình mình vào những bữa ăn hàng ngày hoặc cuối tuần nhé. Mọi người nhớ like, đăng ký và bấm chuông ủng hộ kênh của mình nhé. Và mình xin gửi lời chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.